Đây anh em, trộn mồi rồi. Xuống đây nó hơi khô. Tôi lấy thêm một ít nước hồ nữa tôi trộn đây này, xuống đây câu chơi này. Khu hồ này gọi là hồ, có thể gọi là hồ tự nhiên. Đây. Tối mấy anh em ngồi câu thử đấy, em quay video hộ anh cái đấy, anh nắm mồi. Đấy. Cái này trộn ở trong cái mồi trộn này có trong cái hôm trước mà tôi đưa cho anh em đấy. Cho 10 anh em mà trước Tết đấy. Mà tôi đã nghỉ rồi đấy. Tôi lưỡi câu, lưỡi câu nó bé hơn lưỡi câu anh em. Đây, anh em Đang quay. anh em móc cái hạt xốp này. Làm sao mà để cho nó nổi được, nhớ nhớ một chút để cho nó nổi được cái lưỡi câu lên. Đây, mồi vừa mang xuống tôi cho ra đây. Tại nó hơi khô, tôi cho ra đây, tôi cho thêm một ít nước này để tôi trộn. Anh lăng xê. Tám tám rưỡi tối rồi. Đánh cho khoảng đến 10 giờ, tiếng rưỡi về. Được con nào thì được, không được thì thôi. Không đi câu hồ được thì tối tranh thủ trong đây câu, nó không ảnh hưởng đến công việc. Đấy anh em, cái cuối cùng thôi kệ, không cần lắp. Để luôn ở ngoài. Cái tay nằm bên này. Đây anh em xem này. Đấy. Đấy mồi lăng xê. Rồi cái này lúc chiều tôi vừa trộn đấy. Nhưng mà nó hơi khô. Xong đây tôi lấy thêm nước hồ tôi trộn thôi. Ok. Rồi anh em. Này tôi vừa đánh xong, đánh hai cần. Vừa đánh hai cần lăng xê. Đây, khu anh em hay gọi nó là hồ 35 hoặc là khu hồ 35 hoặc là hồ hai đảo đấy. Đây, một cần đây nữa, đánh hai cần. Trời lạnh lắm. Được thì được, không được thì thôi. Đây một cần nữa. Này đánh ở khu vực này, đánh hai cần. Mồi lúc chiều trộn này, trộn khá nhiều nhưng mà không đi câu hồ. Khách khứa hôm nay đông quá, tranh thủ xuống đây tối oánh lăng xê một lúc. Bây giờ là 8 giờ hơn rồi, tôi ngồi đến 10 giờ tôi về. 8 rưỡi rồi, tôi ngồi đến 10 giờ tôi về. 10 giờ về nếu mà được con nào thì được, được thì tôi sẽ quay. Không được thì thôi. Tí ok. Trời lạnh lắm, không biết nước nó có giá không, nước mà giá thì khó được cá, còn nếu mà cá nó mà không vớt đi ăn thì ok, vẫn được. Rồi, hàng đây rồi. Nặng không? Chốc cần lên, chốc cần lên. Chốc cần lên. Nặng không? Ngoài kia lại ủm to kìa, theo mà cần kia không? Nặng. Địt mẹ này. Cũng bình thường nào, bình thường. Ngốc phi à? Đẹp bé. Phi hay chép? Còn tôi. Phi thôi, địt mẹ. Chép, 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 chép. Chép, 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 chép. Ây! Đây là kéo này nhưng hạ cửa là kéo. Cong đít thôi lò. Địt mẹ kìa, nó đi cả dây điện kìa. Ui vãi lồn chưa. Ây, nó ùm lên kìa. Ui kìa, ui. Ui, to, to, to. Mình biết đâu nó lại ra đấy. Nó ủm lên mặt nước.
kéo đau nó ùn lên. Đi mẹ. Nó ủm đầu lên to thế. Ơi quay cái đầu cần nó này kêu đổi phét. Mày. Để pin rồi. Nó ra mặt ngoài rồi ấy. Từ từ đã, từ từ. Rồi. Cần câu cong vút à. Đi mẹ. Đấy, kéo vào cả cả lùng đi điện đi. Kìa kìa. Cháu nhìn thấy cái gì? Mày tắt đi là phục kích con. Địt mẹ. Đây bà con anh em. Được thêm một con chép rồi. Vừa được xong đây. Đấy. Được con bà đấy. Mà là lọc con ru ấy. Lên thêm một em chép nữa. Một rô phi, một chép, một rô phi. Được một chép, một rô phi thì con chép này. Cân chỉ được cân, chả được trên dưới cân, chỉ cân đổ lại đi, thế nó cũng hên rồi. Lạnh như này tôi sợ cá nó không ăn. Phút đêm lạnh quá, đi thôi. Máy chép tàu này, lương khô này, chả chép tàu cái gì đây. Một mồi lăng xê của Thính Câu Lục đây. Mấy hôm đi trên Vĩnh Phúc đứt hết cả lăng xê, mất đến 2 hôm, mất đến gần chục bộ. Ok. Em mấy giờ rồi? 9 rưỡi rồi, 30 phút nữa về. 1 tiếng ấy, tiếng đồng hồ rồi mới được 2 con. Ok. Vâng anh em, đây dính cá rồi, không biết là con gì. Rô phi rồi, dính một con rô phi rồi. Phí cả cục mồi này, đây rô phi này anh em. Rồi rồi, một con rô phi. Con rô phi đầu tiên này, phí cả cục mồi này anh em. Rô phi bằng 3 ngón tay, phí cả cục mồi. Ok, một con đầu tiên là con rô phi. Con thua lắm anh em ạ. Hai rô phi, hai chép. Một con chép ông công, ông táo. Nhưng mà con này là từ lâu rồi, bởi vì con này to. Hai rô phi, hai chép. Thôi đi về, 10 giờ rồi. Ok anh em. Tiếng rưỡi, 4 con. Hai rô phi, hai con chép. Con thua.